Chỉ cần 15 phút thôi giúp cho bạn hết đau mắt đỏ. Thì hôm qua tôi vừa bị đau mắt đỏ sọng lên một bên này. Tôi đã day 4 huyệt rất đơn giản và chỉ trong vòng 15 phút thì mắt tôi đã hết đỏ, gần như hôm nay không còn đỏ mắt nữa. Thì tôi xin chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm day huyệt của tôi. Thì đầu tiên tôi day huyệt tình minh ở dưới chỗ đuôi mắt này. Tôi day nhẹ nhàng ở đây từ 2 đến 3 phút thôi, cứ đẩy lên đẩy xuống như này ở góc mắt này. Tiếp đến thì tôi day huyệt thừa khớp ở giữa chỗ này, có một cái chỗ lõm ở giữa mắt này, có một chỗ lõm. Tôi cũng day nhẹ nhàng đẩy sang hai bên như này từ 2 đến 3 phút. Tiếp đến thì tôi cho hai cái ngón cái tôi đặt vào hai chỗ lõm ở sau gáy. Tôi huyệt phong chỉ tôi cũng day nhẹ nhàng ở đấy từ 2 đến 3 phút. Tiếp đến là tôi day huyệt hợp cốc. Huyệt hợp cốc này thì nó có tác dụng là làm cho hết cái vùng viêm nhiễm ở trên đầu mặt rất là hiệu quả. Thì day xong 4 huyệt này thì tôi cảm thấy là cái mắt của mình nó nhẹ dần đi, và đến hôm nay thì gần như là không còn bị mắt đỏ nữa. Các bạn ai mà bị đau mắt đỏ thì hãy nhớ ngay cái cách day huyệt vừa đơn giản vừa hiệu quả này, và đừng quên theo dõi kênh Tiến sĩ Bác sĩ Trần Hoàng Hải để biết thêm nhiều thông tin bổ ích về sức khỏe của bạn.